Chào các bạn, đây là cái vườn của mình. Nếu các bạn muốn có một cái vườn tươm tất giống như mình, vừa có rau ăn, rồi vừa để ngắm nữa, thì và không bận biểu lắm, đâu ra đó, giống như cái vườn của mình, thì mình hướng dẫn cho các bạn theo ý mình. Thì các bạn nên trước tiên là mình phải chọn cái hướng nào trong cái vườn của mình là để làm cái vườn rau. Là khi mà các bạn cái hướng tốt nhất để mà làm vườn rau á, là cái hướng buổi sáng mặt trời dọi vô, mà buổi chiều không có mặt trời dọi vô mới là tốt. Có nghĩa buổi sáng là có mặt trời mà buổi chiều thì được im. Rồi các bạn lấy cỏ lên một ô theo giống như cái vườn của mình á, là bề ngang là 2 mét đấy, bề ngang 2 mét. Rồi mình giữa mình trộn một lối đi, rồi mình mua nẹp đổ, mình nẹp lên để mình đổ đất cho nó đâu ra đó, rồi mình chia ô ra. Chứ ô này mình trồng hè bông nè, ô này mình trồng hè lạ nè, ô này là mình trồng rau đay nè, rồi ô này là bạc hà, rau ngò gai, ô này rau thơm, hay là ô này rau mồng tơi, hoặc là hè lá, rồi bồ ngót. Đó, thì nếu các bạn muốn làm là mình chỉ làm một lần thôi. Trong cái vườn này mà chỉ có một làm vườn mà chỉ có một cái xẻng bằng tay à, là mình làm xong cái vườn này. Nhưng mà các bạn biết không, mình làm rồi mình đổ đất rồi làm một lần thôi, là chỗ nào mình trồng cây nào là sang năm mình trồng lại chỗ đó. Rồi trên á là mình làm cái giàng, mình chia cái vườn mình ra, mình muốn chia cái vườn ra để mình trồng được 4 cây, 4 bụi, có nghĩa là bụi bầu, bụi mướp, bụi dưa, rồi bụi bí đao. Thì các bạn chia ra mỗi góc là mỗi cho đều ra từng bụi, từng góc để mình trồng. Rồi ngã trên á thì các bạn làm cái giàn giống mình vậy nè. Mình ra Home Depot đó, mình mua đồ mình về mình làm, rồi trên cái lưới này á, cái lưới thì trong thì thép mà ngoài bọc nhựa, rồi mình làm một lần, mình trồng cây đi là được gần 22 năm rồi đó. Mình vô đây ở là gần 22 năm rồi đó, mà cái vườn mình nó cũng như vậy, mà khi kia mới trồng cũng như vậy thôi. Mình không bận biểu ra Tết cái mình không có cuộc đất cuộc đồ gì trơn á, chỉ một cái xẻng thôi. Rồi là mình cứ moi chỗ nào trồng mướp thì năm ngoái thì năm nay cũng moi lên trồng mướp, rồi năm chỗ nào trồng dưa thì moi lên bỏ hộp dưa, rồi cứ như vậy, rồi tới hộp bầu hộp bị cũng như vậy thôi à. Nhưng mà các bạn phải biết mình làm sao để mình sắp xếp trong cái vườn dễ thương, có ăn được và thích ra vườn và ngắm nữa. Phía trong là mình nên trồng cây gì, phía ngoài mình nên trồng cây gì là nó ở vô phía trong, nên trồng nó vô phía trong, trong sát hàng rào, cây gì ra ngoài hàng rào. Các bạn biết là mình mỗi lần ra mình thấy cái cỏ nào đi xi là mình đã lượm rồi. Các bạn thấy cái vườn mình rất là sạch, không có một cây cỏ nào mà từ nhỏ nhỏ xì xì bằng hột tiêu rồi đâu. Không có cái cây cỏ bằng hột tiêu, hột hành rồi chi hết trơn á, hột tiêu, hột ớt rồi chi trơn á. Vì mình thấy đâu mình lượm đó à, mình thấy đâu mình lượm đó. Thứ nhất là mình lượm như vậy á là nó không có bông, và đến khi mình không có khi nào mình ra vườn mình thấy có cỏ hết, và cái cây đó nó không thể có bông được. Còn mình nói chờ mà để một lần mà làm á thì nó có bông, rồi có bông nó đổ ra là nó sẽ mọc cỏ nhiều hơn đó. Thành là rồi mình làm không nổi, rồi mình chán nản, mình vứt cái vườn của mình liền à, vì không ai giúp mình là mình vứt liền. Chứ còn mà làm vườn giống mình hả, cũng thưởng thức giống như hoa vậy à. Mỗi buổi sáng mình không ra là mình nhớ lắm,
À, buổi chiều mình không ra là mình nhớ lắm, nhưng mà đâu có việc gì làm đâu. Buổi sáng thì có tưới nước, rồi còn buổi chiều thì không à. Buổi chiều thì mình chỉ hái rau hái đồ thôi, nhưng mà khi nào mình cũng thích ra vườn mình để ngắm ngắm, giống như là ngắm hoa súng hoa sen vậy, ngắm mỗi ngày, ngắm không thấy chán mắt đó. Nhưng mà các bạn biết không, nếu các bạn thích á, thì giờ bấm like cho mình, rồi mình mới chia sẻ cho các bạn á, là nên trồng cây gì, cây gì lâu chết và cây gì nó mọc chết rồi, chết đi rồi sẽ mọc lại, mùa lạnh là nó chết, chết đi rồi nó mọc lại. Thì các bạn bấm like và chia sẻ cho mình. Bấm like với là đăng đăng ký kênh, bấm like và đăng ký kênh cho mình, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng những cây gì mà tuy là rau mà có cây nó cũng không làm phiền mình, có cây nó không làm phiền mình, không mất công xăm sợi bận biểu mỗi ngày, rất rất là dễ. Thành nếu các bạn làm vườn, muốn có cái vườn mà dễ thương giống như mình, thì các bạn bấm like và đăng ký kênh để mình ra những video tiếp theo, hướng dẫn các bạn sẽ làm một cái vườn xinh và ngắm giống như ngắm hoa, vừa có rau ăn rồi vừa được ngắm, ngắm trên thì bầu bị mướp tụa xuống, dưới thì rau cải vẫn xanh tươi. Hướng dẫn các bạn trồng, nên trồng cây gì vô trong, trồng cây gì ra ngoài, trồng cây gì nên nên trồng bên thấp bên cao. Quý các bạn giờ đăng ký kênh cho mình, bấm like đăng ký kênh là mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ có được một cái vườn giống như mình, rất là dễ, quá dễ luôn. Một cái vườn giống mình làm một cái vườn này mà chỉ có một cái xẻng bằng bằng tay à, không có cuốc có đồ gì trơn á. Nhìn vô cái nhà mình thấy cái vườn mình chỉ được ngắm mỗi ngày, nhưng mà mình không có dụng cụ làm vườn, mình chỉ có chân đó thôi. Thành các bạn giờ muốn có cái vườn xinh xinh và vừa có rau ăn và được ngắm mỗi ngày tươm tất như mình, thì bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo.